Lần trước mình đã tạm dừng chân ngay tại đây và hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp cái nhiệm vụ lần trước chúng ta bỏ lỡ. Đó chính là nhiệm vụ chúng ta sẽ bay. Hôm nay chúng ta sẽ đột nhập vô cái danh trại của tụi Imperial. Và đồng thời hôm nay á, là mình có một người bạn chơi chung với mình hôm nay nữa. Là bạn này đã từng quay một clip chung với mình trước đó, chính là Assassin's Creed tập 2 hay tập 3 gì đó, mình không nhớ nữa, nhưng mà có quay chung. Nhưng mà tuần này quyết định quay trở lại và tham gia với gọi là khách mời, với dạng là khách mời với cho mình. Và cô bạn này là còn là kiểu như là có đi học tiếng Nhật nữa, cho nên chúng ta sẽ có cái nhìn cụ thể hơn về cái tựa game Nhật này như thế nào. Và trong xuyên suốt buổi tập hôm nay thì có lẽ là cô bạn này sẽ với chúng ta rất khá là nhiều đây, và nếu tại vì chúng ta chơi game Nhật mà thì có lẽ chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn, ví dụ vậy. Kiểu như nói đi. Konnichiwa minasan, watashi wa Tao desu. Watashi no Gisan no koibito desu. 私とお兄さんとファイナルファンタジーファイナルファンタジーhọc tiếng Nhật Greek cái suru 今日一緒にこのゲームをしてください。ありがとうございます。で、次の作戦は帝国軍の巡将を捕らえよう。魔導兵だけではキリがない。情報を得るためにも人間を相手にすべきだ。今回は二手に分かれる。プロンプトとグラディオは敵の陽動を頼む。了解。そういうのだったら任せて。ノクト、準備はいいか？帝国兵捕獲作戦開始。まったくこれだから傭兵上がりは。連絡はまだつかないと困りましたね。人のせいで皇帝の評価が下がるのは。奴を捕らえよう。尾行するぞ。chúng ta phải đi theo dõi ông Caligo. Mẹ nói chúng ta đừng để bị phát hiện, cộng thêm là đừng để bị đừng có xông vô quá lẹ được rồi. Nghĩa là cái ông này cũng sẽ chuẩn bị tắt cái lưới đó thôi, nếu mà mình nhào vô được mình đánh liền á thì chắc chắn là bị phát hiện rồi. Nhưng mà lần này mình chỉ đi với Ignis thôi. Cuối cùng thì hai thanh niên kia cũng điêu trong để mình đi theo sau rồi. Nãy giờ mình cũng bị phát hiện cũng có mấy lần rồi, và mình nghĩ là chắc là chúng ta không nên giết đứa nào cả. Ok, để mình đi lẻn đi vô trong cái đã. Chắc là cái thằng đó nó cũng không thấy mình nữa ha. Nhưng mà nói chung thì vẫn phải cẩn thận, chỉ sợ là hồi lát nó mấy thằng này nó đi vô cái đỏ mà mình không biết đường đi thôi, chỉ lo vậy. Mình cúi người xuống đi cho chắc ăn cái đã. Mấy robot này mình nghĩ là chắc các cũng không có đứng vậy đâu nha. Nó mà đứng dậy là thấy mẹ mình luôn rồi. Nhưng mà để coi đó, tình hình bây giờ rất là căng. Mấy thanh niên này đi kỹ quá, trốn kỹ quá. Gặp thêm trời tối nó không thấy mẹ gì hết. Ví dụ như mình làm cái nhiệm vụ này vào buổi sáng thì nó dễ hơn nhiều. Chắc cái thằng đó không thấy mình đâu, chắc nó chừa mình ra. Chắc cái này cũng vậy. Tại mình không biết cái hướng nhìn nó nằm đâu ta. Wow. Mình cũng ráng nhìn xung quanh lắm rồi đó. Mình để coi đó. Cứ đi theo thanh niên này đi cho chắc. Thanh niên này đi cứ như là teleport thì đi xong dừng, đứng đợi sẵn không à. Nãy mới thấy nó đằng kia, giờ nó xuất hiện đằng đây. Nó ư lão lòi. Dẫn đường đi thanh niên. Đứng luôn rồi. Chắc đi vòng vòng ngoài đây thấy gì. Đường cục mẹ luôn rồi. Thanh niên này không thèm di chuyển luôn. Nice. Hay là phải warp, point warp ra kia, mình nghĩ là vậy. Biết còn nào cho nó không nữa. Wow, wow, wow. Vẫn chưa bị phát hiện. Hên đó. Quá hên. Nhưng mà không biết nó có thấy không nữa. Có nên bò quá vào đây không ta? Wow, đúng ngay chỗ đó luôn á. Hay hay. Good job. Good job. Mấy cái ông này ông đi chill out và cờ lờ luôn á. Đứng luôn rồi. Chắc mình đợi ổng đi qua kia rồi mình sẽ phóng thẳng qua kia luôn ta. Phóng qua chỗ khác ta. Nói chung là mình cũng muốn phóng nhiều chỗ lắm nhưng mà phóng hồi phóng lộn mà chúng ta không vô trong được là thấy bà nữa. Này cái trên nóc phải không ta? Ừ. Ông đứng ông dừng ngay đó. Trên đầu chắc không thấy đâu. Đó, đúng rồi đó, chính xác rồi nhưng mà đó, xong liền. Subdue là bóp cổ mà. Subdue giống như là không, là đánh từ đằng sau á, ta chơi Hitman mà ta biết mà. Mỗi lần mà bị bóp cổ từ đằng sau á là subdue á, subdue. Thì chơi Hitman hoài, thấy hoài. Cảm ơn đây nhà. Bây giờ là chúng ta sẽ quay trở về với group. Chúng ta bây giờ sẽ quay trở về với group nè. Nhưng mà có vẻ là thấy nó nổ mà chắc là chắc cũng có vấn đề lắm luôn rồi đó. Đấy, khỏi nó kêu nguyên đội quân Trung Quốc nữa, thấy bà nữa. Cái ST là stamina chứ không là Sơn Tùng. Không, công nhận con gái mà nó chơi game nó suy nghĩ được nhiều cái cũng thú vị quá ha. Giờ chắc quánh lộn rồi chưa? Quánh được rồi phải không? Rồi quất thoải mái đi mấy bồ. Cái camera nó bị cái gì á? Cái game này bị cái dở một cái camera thôi à. Oh, mỗi lần mà mình đánh trước mình được một điểm à. Ability boy ba. Một thể loại cày mới. Ability. Đây cũng hay chứ. Tại mình như vừa mới up cái skill nào á. Sao giờ ability boy nó cái năng ngoại ta. Đã vậy. Chỉ cần warp kill hay gì á, nãy mình tại vì do nãy là mình có làm một cái break rồi, ngậm của tỏi rồi, vulnerable nè, tỏi tổn thương nè, tùy dân chứ, nó té không thôi mà mình cũng mất máu nữa, đó nó nổ nữa chứ, đùa với tao hả dân chơi. Sniper nè, hết mana rồi, chúng ta hết mana rồi. Thì mình hồi mana cái đó, hồi cái nhẹ chúng ta đu lên đây, rồi xong hết rồi nè. Mình không biết phải đi đâu tiếp thôi, nhưng mà có vẻ gì cái vụ mới là như mình upgrade cái gì á mà nó tăng mana cũng kinh lắm. Ở lộn mà tăng ability boy cũng nhanh. Như vậy mình nâng cấp cũng lẹ, cứ chữ một phát là được một ability boy rồi. Kiểu này đi cày bên ngoài nó dễ. Ồ, mini boss đây. Ôi con nhảy kìa. Con này vẫn chưa có ghê bằng con tập trước mình đánh. Nó biến nguyên đám mình ớt luôn. Đúng nghĩa ớt luôn. Des. Trưởng phát gì thốn dữ vậy trời. Uống máu đi em. Nhưng kiểu là ê tụi bay đợi tí tao uống máu cái rồi bánh tiếp. Đứng dậy đi ông nội. Không biết né đi mấy bộ. Quất nó, đúng rồi. Đồ lông đao, đồ lông đao. Đó, hợp tác làm nên sức mạnh nè. Des, nó đã phát chết luôn rồi. Thằng kia nó máu yếu dữ. Thằng này nó, chuyên môn của nó là chụp ảnh. Mà nó cũng đi đánh lộn nữa, cho nên đâm ra nhiều lúc nó yếu máu và cờ lờ. Rồi, gục rồi, gục rồi nè. Thanh niên đã gục. Làm sao mà đánh được? Đây. Cái này cái lỗi nè. Cái này cho tôi bấm vô ha. Bấm hay lúc nào ta? hết cơ hội. Hồi những người quánh nhau tại công sở. Reunite with Iris. Rồi chúng ta vô nguyên cái danh trại cho ta quất cho đã, xong rồi về lại chỗ ban đầu. Còn rảnh ha. Mà mấy ngày này cũng chịu khó nữa ha. Thấy cũng nể thì vô quánh cũng chịu khó đi cho đã, sao không nhào vô quất mẹ nó ngay từ đầu luôn cho rồi. Boss này thì boss này. Tech Bar gì, con nhỏ này tên gì đây? FPT Arena hả? Cái tên đó không được đẹp rồi mà còn nhái nữa. Sơn Tùng một rồi là. Ủa nó nhắm mình quá quánh không đây? Thằng kia nó máu trâu thì nó còn mất máu nữa kìa trời. Anh thích thằng này nhất. Cho thằng này ống máu ra. Đó. Mấy thằng như này phải ưu tiên chứ đã. Tại vì nó là nó cân tim mà, còn những thằng Prompto hiểm như phế vật vậy đó. What the fuck? Thể loại gì vậy trời? Cái này nó đang nổi cơn điên rồi, cơn cuồng dại. Không chịu ký tên. Fanger kỳ này căng đét rồi, vô phe đối diện rồi. Bút nó cho anh, bút nó cho anh. Bút nó cho anh. Đúng rồi, anh cho ngoài nguyên cái kiếm bự để làm cái gì đúng không? Xong kiếm hợp bích nè, đó, quá đẹp. Sao giờ có mấy thằng đâu đâu chưa ra vậy? Cái thằng này trâu quá vậy? Wow 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 wow. Dân chơi này thì mày bay, mày tưởng tao không biết bay à? Ủa, bay giờ bay như ếch nhái vậy. Nghĩ sao vậy bồ? Má, mình đánh nó sắp mặt lờ luôn. Quấn nó danh, giờ tới lượt chú. Má, nãy chỉ cần đỡ ngon là quánh nó sắp mặt lờ liền. Sắp dis. Bay đúng bao mày lẹ luôn ấy. Cái tưởng một pha ngay đầu đẹp rồi, ai ngờ vừa mới đạp xuống hụt nó bay thẳng lên trời. Lại em, lại đi. Anh không để cho anh hụt vậy được. Sao nó quánh cái gì cũng trúng rồi vậy? Boss thì boss chứ ta hay nó cũng đâu có OB lắm đâu. Ý Ignis uống máu đi em. Lên máu liền. Mình cũng hết máu rồi. Thằng này nhắm mình quánh hoài vậy, trong khi mình né rồi đó. Dis nhây và cờ lừ. Nãy quánh đùa thôi mà. Dis mày nháy á. Từ từ đi, hồi máu rồi đã. Ý sao cái thằng này nó nhây? Ở lộn, cái con này nó nhây và cờ lờ. Dạ chả thấy biết là nó có... Thằng này thêm thằng này nữa, quánh hụt đâu. Quốc nó danh, tìm điểm yếu nó danh. Móc tất cả mọi đứa. Đủ anh ấy rất là đẹp trai. Nó phải vậy chứ. Phải vậy chứ. Mày nghĩ mày đánh với ai? Giờ tao đánh tay đôi mày được luôn á, tao không sợ mày nữa là. Máu đã yếu rồi còn láo nữa. Iris, 無事かな。あそこなら大丈夫だろう。さっさと合流しようぜ. Nói con nhỏ quánh không lại mà nó bảo là nó quánh không lại mình mà nó bảo là giờ tao không có thời gian cho tụi bay. Quánh không lại, nói mẹ quánh không lại đi về đặt chứ tao không có thời gian cho tụi bay, xong cái bỏ chạy luôn. Tao chia rồi, đâu có đứa con gái nào rảnh kêu là thôi tao chịu thua, đâu có ngu vậy. Phải giữ giá. Phải giữ giá chảnh chó thiệt chứ. Với lại bút bi của chị đã bự mà. Trời ơi, thà đó mẹ đi là quánh không lại đi về đặt. Tao không có thời gian cho mấy đứa nữa, tao đi đây. Đi con mẹ mày, tao bánh chưa xong rồi đi đâu. Quánh không lại hết máu chạy. Quá cùi. Lần này chúng ta có một con Chocobo màu hồng kế bên nữa. Khá là chất, mình khá là thích màu hồng rồi đó. Nhìn cái con nó đẹp á. Đẹp lắm luôn. Nhìn đúng mắc cười luôn vậy. Con màu hồng này dễ thương quá mà. Okay. Speak to Cindy là chúng ta đã nói chuyện với Cindy thôi. Chúng ta mình thích cưỡi con này hơn. Có ai cho mình cưỡi con màu hồng không? Đi này mới chế. Hai ông kia đứng luôn rồi. Chắc bây giờ chỗ này nó không cho mình cưỡi Chocobo nữa. Chắc là vô chỗ nhiệm vụ là nó không cho cưỡi nữa. Cho nên chúng ta phải đi theo Cindy thôi. Nó đi chậm quá. Lên đi lại coi. Nãy mình cũng đi tìm đường quá trời. Giờ mình bây giờ mình mới từ tới cái chỗ này. Tới thì lần nhỏ này nó đang cho ra nhiệm vụ mới này, cái nhiệm vụ chính luôn. On set to set sail. Khu là đẹp chứ, mình thấy trời sáng mà gặp có xung quanh có biển nữa rất là đẹp. Nhưng mà có nhà ở đây ngon ha. Tức đằng kia là mình đi là có biển nữa. Công nhận của thế giới nó rồi cũng rộng lớn thì chứ. Mà đâu phải là rộng lớn mà này kiểu như là nó vô hồn mà nó ít ra nó cũng thoải mái. Bạn nào muốn tham quan kiểu như không chơi mà đi tham quan thì cũng được. Nếu mà các bạn rảnh thôi và các bạn không muốn phải cày cuốc này nọ nhiều. Lên nào em. Đi thôi, đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Mới đây mình coi mình nâng cái Ascension kìa. Mình mới nâng cái gì mà ông đánh cái nó lại được điểm điểm gì ta? Điểm Ability Boy như nãy á. Mình là tiền mình nâng cái gì mình cũng không biết nữa. Rồi mình nhớ là lần của mình đang là nó có nhắc về cái Ability Boy á, nhưng mà mình quên mất tiêu rồi. Phải cái này không ta? Cái này là Tech Bar rồi chứ nó không liên quan tới cái kia. Mình coi boost stamina, cái này không cần thiết cho lắm tại mình có cái trick mà bữa mình chỉ các bạn á. Là không cần stamina cho lắm. Các bạn chỉ cần đi gần tới xuống dưới là các bạn có thể làm cho nó ảo hơn thôi. Các bạn chỉ cần bấm một cái là nó hồi lại nguyên cây luôn rồi, đâu cần phải làm cái này nữa. Boost stamina là cái gì nữa? Texture added to the tech bar when not a clan attack. Thử cái này coi. Firearm. Cái này là bên thằng Prompto cho nên mình không thích đâu. After the tech bar when notice suffer damage. Ăn dam cũng được tăng tech bar nữa. Techniques combat cái kiểu. Mình nâng cái này thôi. Này có, cái này có rồi nè. Này thì chưa. Further reduce phasing 32. Ủa mình nâng một phát là mất hai kia cũng mấy chục luôn rồi. Còn 22 rồi. Thôi kệ đi luôn vậy rồi. Thế là mình mới thuê con Chocobo thêm 7 ngày nữa. Hình như nếu chúng ta chạy nhanh thì nhỏ này chạy nhanh theo cái gì. Nếu chắc phải lên cái đền này nè. Chắc là vậy. Chứ mình cũng không biết là có phải vậy không nữa. cái lên đi chứ hồi đó đi bộ hoài cũng thấy mệt ghê á. Phải không ta? Nên mình tạm dừng chân ở đây nè. Mấy này lên tới, bọn Cindy vẫn chưa lên tới mà. Ôi sao đứng luôn rồi. Để slow lâu các bạn đi quá tí là nó đứng luôn rồi. Nhỏ này vô dụng và cái lớn. Ok. Đi gặp nhóc này coi, nhóc nó nói gì đây. Chào mừng hoàng tử đã trở về, bây giờ chúng ta có cái nhà ở đây luôn hả? Đã vậy ba. Dân chơi vậy. Vô. Ngại gì vết bẩn. Mở cửa ơi. Có nhà ở là tốt rồi. Anh thích mấy cái nhà như thế này. Mình phải có tương tác nha, chứ nó cứ giờ có nhà không mà mình cũng không biết phải làm cái gì ở đây. Chắc ra nói chuyện với nhóc đi. Mở cửa vô chứ không thấy mẹ gì hết. Speak to Iris. Nếu mà chúng ta đi nữa thì chúng ta sẽ không quay trở lại đây trong một khoảng thời gian ngắn. Ok, thì chúng ta phải đi thôi, thì chúng ta đi thì chúng ta mới có thể tiếp cái nhiệm vụ được. Vài ngày sau, mình vừa mới thuê con Chocobo vài ngày trước. Và cái thời gian của con Chocobo vẫn còn 7 ngày. Và cả vài ngày sau mình đã kệ, có còn không đúng không? Đỡ tốn tiền. Mỗi một ngày tốn 50. Sao đi chậm lại rồi. Imperial lockdown hả? Tụi nó chặn đường hả? Sao dừng rồi? Tụi nó... À, cái này mình phải đè lái, ai ngờ... Mình cứ tưởng là nó tự động nó lái chứ. Giờ nó chỉ là... Nó chặn cái hướng mình đi thôi, còn lái là mình phải tự xử. Tiếp tục với nhiệm vụ tiếp theo ha. Tuần này chúng ta sẽ đi theo thằng Ardyn. Thằng này là sứ giả bên Imperial. Mà nó giúp chúng ta cũng khá là nhiều việc. Từ trước nó bảo kê chúng ta cho ra khỏi khu Imperial mà không bị đánh. Nhưng mà thằng này thì chúng ta nên phải coi chừng. Tại mình sẽ không biết thằng này cái mặt nó nhìn nó đẻo lắm nha. Nhìn cái kiểu là rác hồi nó sẽ nó quay lại nó móc lốp mình sau vậy đó. Tại vì biết sao được, bên kia nó cũng đang nhắm nó giết, nó đòi giết ông vua là mình. Trong khi là nó lại giúp mình kiểu như là đợi thời cơ tới rồi mới giết hay sao á, mình cũng không rõ nữa. Chứ là vua bên nó yêu cầu giết vua, giết vua bên mình, tức là bên ngoài ra ông vua Regis chết rồi thì chỉ có mình thôi. Mình là hoàng tử rồi còn gì nữa. Ủa, cái con nhỏ boss tờ lần trước kìa, phải không? Nó nè, nhỏ vú bự nè. Cái nhỏ mà nãy giờ chúng ta quánh bây giờ nó lại vô cái party của chúng ta thay thế thằng Chlorylus. Nhưng mà sẽ có một số chức năng sẽ không xài được khi mà nhỏ này đi chung với chúng ta. Nên bây giờ muốn đi vô trong thì chúng ta phải đợi thôi. Chứ đi bây giờ chúng ta sẽ có nhỏ này máu tới 2008 luôn. Máu nó còn trâu hơn cả thằng Coilus nữa, thằng mình up lên cho nó chắc cũng phải 2000 máu, còn nhỏ này tới 2008 luôn. Chắc cũng OB lắm đây, nhưng mà để coi như thế nào ra. Xem nó có đánh đấm ra hồn gì không, đánh đấm yếu nữa lại thốn nữa. Nhưng mà biết mình cũng không thích mấy vụ hầm ngột lắm nha, kiểu như mấy lần trước mà mình hay đi vô này mình cứ đi lạc hoài. Cho nên cũng hơi dị ứng cái này. Cho nên để xem nè. Tại mình không thích cái điểm này lắm. Nếu mà biết đường đi thì cũng đỡ, còn không thì nó lại lạc tiếp thôi. Cái này ủa đi đại thôi mà lại không có. Nhớ đi theo mình thì phải. Mình đi đâu nó đi theo đó thôi. Phải tìm được cái đường đi. À có cái minimap nè. Còn mình nó dễ thấy. Ôi ôi má ơi. Quái level 24 không vậy? Dù level 25 mình level 30 rồi đó mà nó quánh cũng thấy quá cha nữa. Ôi nó sợ cái giáo của mình quá. Camera nó cứ loạn sao ngầu hết vậy. Hết mana rồi. Nhỏ quánh cũng được mấy chứ. Mình đây hết đường rồi. Nó ập rồi cái nó hết đường luôn rồi. Để tìm đường khác coi. Cái đường này phải đường chúng ta vô không ta? Đúng rồi, nãy chúng ta đi hướng này vô nè, nhưng mà giờ nó sập rồi. Bên này thì đi đường nè. Nhưng mà chỗ khu này chặn rồi, chắc mình phải đánh cái khu này mới xong mới được. Này mình nghĩ mình đánh với ai? Ơi thì tính ra nếu mà mình búp quá đi coi skill nhỏ này, chứ nó không xài skill nhỏ này được hả? Con này con gì mà ghê quá vậy, bỏ tao ra coi nó nổ luôn đi. Kinh gì bộ, hình như tao còn phải nhiều điểm hơn chứ tao mới xài được cái skill con nhỏ kia. Bây giờ tao vẫn chỉ xài được cái mấy skill của thằng Prompto với Ignis à. Nó vô SWAT nhưng mà cũng chưa hẳn là quá là cái hữu ích. Còn này nó bắn xong nó đi vòng vòng không em. Mày ra bị gì vậy? Đổi kiếm thử coi. Chết liền. Cửa mở chưa ta? Mở, phải mở chứ. Không mở cũng phải mở thôi. Rusted Pit. Mình cũng biết đó là cái gì mà cứ lụm đi chắc ăn. Đi hướng này chắc là đúng rồi đó. Để hồi máu coi. Reflect Enhance. Xài này đi. Được miễn phí mà. Với lại Mega Phoenix. High Potion Fully Restore. Cái này thì để coi push attack luôn đi. Nhưng mà cũng đang xài sao. Cái này mình thấy chưa xài nha. Đây là việc kiểu của mình phải có Elixir thì sao mới nó hồi lại maximum hay sao á. Ôi chỗ này nhìn đẹp quá. Tôi nhìn giống dưới nước quá vậy. Cái này sang dưới nước hả? Con này không xin dây với kiếm rồi. Wow 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 wow. Quánh mà không đường đỡ luôn vậy. Ơi né vậy mà nó còn nhây vậy. Mấy này quánh nhây thiệt. Bắn nó danh, bắn nó danh, bắn nó đi. Hơ vỡ hàng này bắn xong còn quay súng nữa chứ. Này thì bố mày đỡ quá đẹp. Có vẻ như cái cây này không có hữu dụng đó. Antidote để coi xem còn fully HP. Hồi full máu rồi, đúng rồi. Phải vậy chứ. Nhỏ kia thì vẫn chưa giúp được gì nhiều cho mình đó. Magic Flash, mình cũng không rõ nó là cái gì. À đây đây đây. Rồi xít chắc luôn. Tại mấy cái chỗ này cái vách rồi. Là chỉ có thể là tôi phải đi qua hướng này tôi mới vô được cái kia thôi. Thì các bạn nhìn thấy cái bản đồ là mình thấy liền. Là chỉ cần đi xong bạn phải là tới rồi nè. Vô mấy ơi, vô. Đúng rồi. Nhưng mà rõ ràng mình cũng không biết cái nhiệm vụ này dẫn mình đi đâu nữa. Mình để coi. Mình nhìn cái này giống như cái trailer của The Last Guardian vậy ha. Nhưng mà người Nhật có nhiều cái ý tưởng cũng khá là ná là giống nhau. Mỗi lần mình muốn lụm một thứ gì đó mới cứ nhảy lên ngoài thôi. Wow 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 wow, dân chơi dân chơi. Nghĩ sao vậy bộ, 2000 mấy đam. Wow, né cái nhẹ coi. Này thì mình nghĩ mình đánh ai. Như là mình kết liễu đối phương bằng cái Warp Strike là mình được cộng 1 điểm Ability Boy hay sao á. Hình như thôi nha. Cái này mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà mình để ý là mỗi lần mà mình Warp Strike xong á, mà mình giết được nó luôn á là mình được cộng 1 điểm Ability Boy. Nên đứa rồi, đứa rồi. Đi xem bên đây không biết đâu. Nhưng nhìn nó tối ghê quá. Mới lộn tiếp hả? Là mình cứ đi đi. Chắc là còn không có tính tiếp đâu. Làm sao đi xuống dưới đây là? Chúng ta phải không bị phát hiện á thì chúng ta mới đi qua được, chứ không rồi nó cứ phát hiện ra thì nó cứ không cho chúng ta qua cho nó hoài. Cái thằng này nó nhây mà mình bấm, mình đã bấm đỡ mấy phát rồi đó. mà nó vẫn còn nhây. Trời má ơi. Này thì quốc nè, quốc bố này nè. Sao nhây quá vậy? Wow, 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 né hay đó, né hay đó. Phải vậy chứ. Nhưng mà lên cái Tech Bar giờ lên chậm quá. Đó, đấy là mình để là mỗi lần mà mình giết là mình dùng Warp Strike giết là ui. Rồi cộng điểm ngay thôi, có gì đâu, bình thường. A cộng lên. Let's keep get moving. Để coi được nhiều điểm rồi. Mình được 38 điểm rồi. Cứ để kết liễu mấy đứa nó bằng bằng cái Warp Strike, chúng ta sẽ được kinh nghiệm thôi. What the fuck? Vừa mới đi một cái là nó vỡ mẹ luôn rồi. Sao giờ tụi nó đông dữ ta? Ơi 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 ơi, bồ ơi bồ, bồ ơi. Morty, Morty, Ignis. Ô ô ô ô ô ô. Đó, phải vậy chứ, phải vậy chứ. Đúng không? Ê, sao nó đang căng quá vậy? Ê, nó potion. Chúng ta vẫn chưa xài được cái skill của con Aurorana gì á. Mẹ sợ skill của Ignis. Ignis for the win man. Đổi cái giáo rồi. Cũng không tăng đam luôn, mấy này không biết sợ cái giống gì nữa. Not good, not good. Bắn nó chặt, đúng rồi. Chết liền, ở đó mà nhìn. Rồi, tìm đường đi tiếp rồi. Gục hết rồi. Mà đồng thời cũng hết đường đi. Mình nghĩ chắc đường đi hướng này đúng rồi đó. Nó dẫn rằng sau cái khu nãy. Không ta. Mình đường chỗ này ngõ cục rồi. À không không không, có đường lên, có đường lên, có đường lên. Đó, phải vậy chứ. Des. Làm sao phóng qua kia ta? Mình nghĩ chắc phải phóng qua kia đi tiếp hay gì đó. Mà nó dài quá. Hoặc là có warp point hay con mẹ gì đó không ta? Chỉ sợ là mình đi, họ đi lạc, đi hoài mà không thấy. Cái đường đi đó của nó nằm đâu ta? Rốt cuộc làm sao được qua chỗ bên kia ta? Nghĩa chắc phải đi lên lầu rồi quanh ngược ở đằng sau. Rồi mình nghĩ là trên nó sẽ có Warp Strike hay con mẹ gì đó. Đúng rồi, chính xác là vậy. Tôi phải phóng lao theo lao chứ tôi qua được cái chỗ bên này. Ủa, đi đúng chưa ta? Đây một con boss bự và killer ra rồi. Con này bự dữ vậy. Dập mấy con này nhỏ nhỏ thôi mà mình cũng đã đánh rất là nản luôn rồi đó. Má mà gặp giờ cái con này nó bự tổ chảng luôn. Mới gặp thêm cái con mò đầm lầy nhầm nhớt gì đây, nhầu nhìn như cục nhớt vậy đó ba. Con này đã khó nhằn rồi. Căng như mấy bộ. Con này sợ gì ta? Ồ, ngàn mấy luôn. Mình được búp skill của của Ignis cho nên đam nó khá là cao. Này là mini boss rồi. Cuốn nó danh, cuốn nó danh. Đó, phải vậy chứ, phải vậy chứ. Wow, wow, máu này cũng mau hết thôi. Mình cứ tưởng, tại mình có gặp một con cũng na ná như vậy nhưng mà nó trâu bò hơn nhiều lắm luôn. Chết liền. Nice. Không biết có rớt đồ gì ngon ngon không ta? Chứ đồ như thế là cũng hơi bần. Bây giờ không có đường lên luôn vậy. Giờ chúng ta đi hướng nào ta? Ôi cái đường nó mở lại ba. Cô là khô nấy ra đâu ta? Sao giờ nó rớt lại rồi ta? Nó mới gắn cái cục đó vô mà giờ nó là rớt lại. Nhưng mà mình làm sao để mình qua lại khu bên nãy ta? Nãy giờ nó hát não nhau nhiều pha lắm rồi nha. Ờ, cái cửa này thôi. Đây, phải giờ phải có cửa chúng ta mới lên, như hèn chi đi vào không thấy con mẹ gì hết. Cái cửa bị đóng hoài, nhìn cũng khá là ghê. Giờ hôm nãy giờ chúng ta chưa được đi ra ngoài nữa. Chúng ta đã đi đúng chưa? Map đâu rồi? Đi thẳng xong rồi quẹo trái. Trái xong phải là tới. Ok, gần tới rồi, gần tới rồi. Ờ không, cái này, ủa, cái này không. Cái này là nó lặp lại rồi. Nó lặp lại, làm ảnh lên chợ nãy mình đi rồi. Đấy là mình phải tìm một cái đường đằng sau quá chứ phải là đi hướng đó, lộn. Từ nãy em này mình đi cái đường đó rồi. Hồi nãy vừa mới gặp con boss ở ngay đây nè. Là cái khu này chưa biết đường nè, đúng rồi á, là phải đi hướng này mới đúng nè. Đó, giờ mới tìm ra cái đường bên này. Má, nó khó khăn nhau vậy luôn á. Nhưng cũng đẹp mà, như dưới nước hay sao vậy? Ta đang ở dưới nước hay sao á? Nhưng chúng ta bỏ qua mấy anh này được mà ta. Kiểu không cần đánh nhưng mà chỉ cần đi thôi. Nhưng đây tối thui vậy. Mà cái minimap nó dẫn ở trong đây thì phải đi thôi. Tại vì có một cái đường à. Nếu bài nào chịu khó đánh nhau thì đánh thôi. Còn cái này mình cũng không biết phải đi đâu nữa, nhưng mà cứ cái hầm ngục gì này mình không có thích cho lắm và. Rồi cái này là phải đánh thôi. Nó chặn đường rồi. Giờ có một mỗi mình vậy. Tụi kia đó hết trơn rồi. Chứ còn đang kẹt ở phía sau hay sao đó. Ignis nè, quất nó danh. Kỳ nó có phải đi sau à, tại mình bật skill ra mà. Làm sao mà không vô được. Đi vô kiếm rồi, để vô kiếm rồi. Con này nó sợ kiếm hơn là sợ giáo. Cái gì mà nó quánh mà nó nhào vô 2-3 thằng quất một lần này ta. Quất từ từ thôi. Mà cũng thấy kỳ đó, địch của mình mà nó kêu mình kêu nó quất từ từ. Kêu đợi bố mày với bố mày quánh cái đó là tính. Đó, anh mày đã lên combo rồi. Đấy, vừa mới gọi vào Ignis luôn quay. Hai đứa kia đâu, hai đứa kia đâu rồi? Hòm áo đi. Hướng này thì không rồi đó. Ê, mà nó có cái kia cũng hay quá ba. Hai elixir nào mình có mua, mà ta. Tại lúc nào trước khi đánh mình cũng đi mua quá trời hộp để phòng hờ là để có chuyện gì xảy ra thì mình còn hồi full cái máu được. Ui nó nhanh, bắn đi. Thằng này là dùng dao mà, thằng Prompto mới dùng súng á, nhưng mà mình thích cái skill của thằng này hơn. Prompto là cái skill mà ít dùng nhất luôn á. Prompto bắn nó cho anh, bắn nó đi. Anh đợi mày nãy giờ. Sao giờ thằng này nó mới xuất hiện mà mình mới thấy á. Nó bắn coi viên xong cái nó quay xuống hoài luôn bay. Thằng này có vẻ ăn đam cái này nè. Bắn tiếp em, bắn tiếp. Đam này súng này cao mà. Bùm. Xong kiếm hợp bích liền, mất máu liền. Ồ, thằng này trưởng cũng thốn đó. Nhưng mà làm sao thốn bằng anh mày được? Anh mày canh hết rồi. Đây giờ nó mới mở cửa nè. Sao? Tại vì mình muốn ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, tại vì cái chỗ này nhìn ghê quá ba. Và mình không muốn ở trong này đây lâu hơn một chút nào nữa. Để nhìn lúc càng ghê, giờ gặp thêm nguyên đống thể loại quá dị nữa. Mình ra xài spell coi. Ơi, nó quất dữ quá. Nó sợ lửa mà phải không ta? Sợ điện, sợ băng, sợ súng, sợ kiếm. Ok, đã hiểu. Hàng chi nó ăn đam kiếm mình nè. Sợ súng à? Mấy con này đa phần sợ hết luôn á ba. Ơi, để coi đang sợ cái giống gì? Sợ súng với sợ kiếm á. Để cho Prompto bắn một phát coi. Bắn nó danh, xử nó đi, xử đẹp liền. Hồi máu rồi. Wow. Sao hồi máu đi? Nó đánh loạn xài ngầu hết, chúng ta không xài skill được của con nhỏ kia ta. Hai win gì đó. Kìa tới giờ vẫn chưa xài được. Bắn tiếp em, bắn tiếp. Sao mấy này đánh lộn mới chiêu out và cờ luôn á. Nó gọi đủ thứ cái lên ha. Ma thuật thiệt. Wow. Máu đi em, hồi máu đi. Bắn nó danh, bắn nó đi. Hả? Nó quất mình nãy giờ. Này thì quất này. Đợt. Cái này phải dùng cái kia rồi. Đó, full máu liền. Hai đứa cứu mình quất bằng cái Warp Strike, cho nên được cộng một lần là 2 điểm AB luôn. Có cách để farm AB mới đó. Các bạn chỉ cần farm bằng cách sử dụng ủa đâu? Ủa nãy mình đi cái hướng kia đúng không ta? Cái này là như đi ngược lại rồi ba. Đi hồi cái thác hồi mất phương hướng thì chứ. Tại cái hầm này khúc này nhiều lúc nó cứ giống nhau hoài, đi hồi cái đi sang đi lại, đi lộn nữa chứ. Này là chắc là đúng rồi đó. Nó không biết gì nào mà xong cái nhiệm vụ nữa. Lâu dễ sợ. Má còn nữa hả? Má sao nó nhây dữ vậy trời. Full luôn rồi. chắc giờ đánh boss. Mình nghĩ là vậy để cho nguyên một cái chỗ đấu trường và cơ lợi. Nghe thế nào cũng phải đánh boss. Con này nó sợ giống gì đó. Ê, chắc chắn là không sợ điện rồi đó. Nó quánh một phát cái gì mà bay sạch máu luôn vậy trời. Để coi còn gì xài được không ta. Push attack trận này đi. Thì có lẽ mình sẽ dùng cái súng của Prompto để đánh cái con này. Rớt xuống mà cũng mất máu nhiều vậy luôn hả? Nó đi, nó đi. Ê, dân chơi. Nó chưởng một phát chết hết luôn. Giờ phải dùng cái Phoenix Down thôi. Không những gục mà chết luôn ở đâu chứ. Không chạy được. Này cho bò vậy. Máu đi, Chứ đánh kiểu này là chúng ta không mất máu là nhiều. Nó làm cái quái gì mà trưởng kia chết luôn vậy. Mỗi lần mình ghé cái là mỗi lần mình bật skill mình không bấm chọn máu này nào được. Cái kiểu thì đó đang phải cho mình chọn rồi xử lý ngay lúc đó hồi ngay lập tức luôn chứ. Đó, quất đi đừng ngại ngung. Prompto chết tiếp. Này. Chết hoài vậy cha. Ignis đang gục đây. Bơm máu để bơm full máu cho con này mình không, con kia mình không có hồi máu được cho nó ta. Push attack cho bản thân đi. Rồi để mình hồi full ba cái thứ này nè. Rồi hồi full máu ơi. Đó, quất còn skill thì nó dễ hơn nhiều. Chứ mình tạm thời mình để thằng Prompto gục cái đi đã, rồi lấy thằng chính là tính sau chứ thằng này nãy giờ nó chết hoài. Tiếp em, tiếp. Như vậy là chưa đủ. Tôi quất mạnh lên nữa. Quất tay đôi nó khá là nhiều. Ê, để hai Elixir, để dùng hai potion để nó hồi full cái máu luôn. Trước khi mình máu bị tuột. Ôi. Tội là con nhỏ kia mà không hồ máu cho nó được. Chết đi. Green Noctis. Oh shit. Té xuống dưới mà cũng mất máu nhiều vậy luôn á hả? Mình vừa mới ăn giữa trên không, đáng lẽ mình đợi cho nó xuống dưới rồi nó gãy lần luôn. Wow, thằng kia sống đây luôn rồi, cái không cần phải cứu lắm. Tại thấy mình thấy nó cũng chết hoài cho nên thôi khỏi cứu đi. Chừng nào xong mà chúng ta đi ra luôn. Above Drown, ok. Lên lại. Đây chúng ta vô một cái dungeon, là một cái hầm ngục á, kiểu mới Diablo kiểu ha, chơi quánh tùm lum la xong giờ chúng ta đi xong rồi đó. Chúng ta xong rồi nhá. Bây giờ chúng sẽ đi nói chuyện với nhỏ Aranea. Aranea mới đúng. Bây giờ ủa chúng ta vừa mới nói chuyện xong rồi, cái tượng nó xong rồi, giờ chúng ta lại đi nói nữa ha. Nói gì nói lắm thôi. Tưởng nó đi luôn rồi chứ. Okina, Oji. Tsuitayo. Nocto, 似合ってるよ。似合ってねえよ。防護服は1着しかない。単独で最も戦えるのはお前だ。諦めて頑張ってきてくれ。Và có lẽ là tập này mình sẽ tạm dừng ngay tại đây và mình sẽ hẹn lại các bạn trong tập tiếp theo. Và cái chỗ này có lẽ chúng ta không cày được cái gì nữa rồi, đây là nhiệm vụ luôn rồi. Buồn chúng ta phải đi vô rồi, nhưng mà có lẽ mình sẽ tạm lưu game tại đây và tạm dừng để cho tập sau. Tập này cũng khá là dài rồi. Và nếu bạn nào thích cái tập này của mình, các bạn hãy bấm like và subscribe cho channel của mình nhé, để mình có thêm tập tiếp theo sớm nhất có thể. Và ngày mai sẽ lên đúng như lịch dự kiến là cứ sáng là các bạn sẽ thấy tập tiếp theo cứ mỗi sáng. Ok, và hẹn lại các bạn trong tập tiếp theo.